Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 7 ngày 25 tháng 7 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ban chỉ đạo thực hiện đề án 61 tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020. Huyện Phục Cừ được Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Thị xã Mỹ Hào đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Huyện Khoái Châu đẩy mạnh xây dựng các sản phẩm OCOP. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 2 người tại nút giao quốc lộ 38 với đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình, đoạn qua huyện Ân Thi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có công điện yêu cầu các cơ quan chức năng sớm khắc phục hậu quả. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 7, Ban chỉ đạo đề án 61 nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020 tỉnh, tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện đề án 61 tỉnh. Thời gian qua, Ban chỉ đạo đề án 61 của tỉnh đã tích cực phối hợp với Hội Nông dân tỉnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực, khai thác có hiệu quả gần 80 tỷ đồng quỹ hỗ trợ nông dân các cấp và nguồn vốn vay ưu đãi từ các tổ chức tín dụng cho hàng chục dự án và hàng chục nghìn hộ nông dân vay vốn. Vận động hướng dẫn nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể hợp tác, liên kết sản xuất, xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực vào phát triển nông nghiệp nông thôn ngày càng khởi sắc. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, Ban chỉ đạo đề án 61 các cấp hội nông dân tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân nói chung và cán bộ hội viên nông dân nói riêng để kịp thời phản ánh với cấp ủy chính quyền và cấp thẩm quyền tháo gỡ, giải quyết những khó khăn vướng mắc, tích cực tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp, đổi mới tư duy trong sản xuất kinh doanh, chuyển đổi mạnh mẽ kinh tế nông nghiệp, cải tiến sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường, chủ động trong hợp tác hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động hội, thực hiện các phong trào gắn với nâng cao đời sống nhân dân, tham gia đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực nông thôn. Sau 3 ngày làm việc từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ân Thi khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Trong phiên làm việc, các đại biểu tiếp tục thảo luận vào các nội dung của nghị quyết đại hội, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia và dự thảo các văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng, dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Đại hội thông qua kết quả phiên họp thứ nhất bầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Bí thư, các Phó Bí thư Huyện ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Bí thư Huyện ủy khóa 25 tiếp tục được bầu tái cử chức danh Bí thư Huyện ủy Ân Thi khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban chấp hành khóa 26 nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 37 đồng chí ra mắt đại hội. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội và bế mạc. Sáng ngày 24 tháng 7, Huyện ủy Văn Lâm tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua 4 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, 4 năm qua, huyện Văn Lâm có gần 7.900 lượt đảng viên được ghi sổ đảng viên tiêu biểu. Huyện ủy đã khen thưởng 38 tập thể và 75 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cùng hàng trăm tập thể và cá nhân được cấp ủy các cấp khen thưởng trên các lĩnh vực. Tiêu biểu như chi bộ thôn Bến, xã Lương Tài, gia đình ông Nguyễn Văn Xuân, thôn Ngải Dương, gia đình Dù đã ủng hộ 13 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, qua đó tạo được sức lan tỏa trong nhân dân, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện, nhất là phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.
Ngày 23 tháng 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định số 1082 công nhận huyện Phù Cừ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đến hết tháng 3 năm 2020, huyện Phù Cừ đã hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Trong đó, một số tiêu chí huyện thực hiện tốt như quy hoạch giao thông, thủy lợi, điện sản xuất. Cơ sở hạ tầng nông thôn mới trong toàn huyện đã cơ bản hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Trên địa bàn huyện đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp hiệu quả như vùng trồng vải lai, vùng trồng vải trứng, vùng trồng cây có múi. Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm, cảnh quan nông thôn được cải tạo sạch đẹp. Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, giá trị gia tăng cao, đã và đang hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung theo quy hoạch gắn với nhu cầu thị trường. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 toàn huyện giảm còn 2,28%, chất lượng giáo dục đào tạo được duy trì, luôn đứng trong top đầu của tỉnh, hệ thống khám chữa bệnh từ huyện đến cơ sở được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thưa quý vị và các bạn, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hiện đang được thị xã Mỹ Hào xác định là khâu đột phá nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo nền tảng cơ bản để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Hệ thống kết cấu hạ tầng then chốt của thị xã từng bước được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại và hiệu quả. Để huy động lồng ghép các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thị xã Mỹ Hào đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng, đầu tư có trọng tâm trọng điểm, làm tốt công tác xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ đầu năm đến nay, việc huy động nguồn vốn đầu tư hạ tầng giao thông đạt trên 130 tỷ đồng. Bằng nguồn vốn trên, thị xã đã và đang thi công xây dựng nhiều tuyến đường trọng điểm như kè hệ thống kênh và làm mới tuyến đường đầu nối từ phường Phùng Chí Kiên đến khu công nghiệp Thăng Long 2 dài 1,7 km, triển khai giai đoạn 2 đường trục trung tâm có chiều dài hơn 2,2 km từ xã Dương Quang đến xã Hòa Phong. Công trình đường trục phường Bạch Sam, hệ thống thoát nước đô thị, hệ thống chiếu sáng và cây xanh. Các công trình giao thông được đầu tư tạo sự kết nối liên thông giữa các xã phường và các huyện lân cận. Lúc trước là cái con đường nó rất hẹp và ô nhiễm môi trường, đến bây giờ được một cái con đường như thế này là dân ở đây là rất phấn khởi. Cái thứ nhất là trước tiên nhà tôi này có một con đường ở trước mặt rất là sạch sẽ. Với sự quyết tâm của các đơn vị địa phương liên quan, tiến độ các dự án cũng đang được đẩy nhanh. Đối với một số dự án gặp vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng cũng đang được tháo gỡ kịp thời. Các nhà thầu huy động tối đa máy móc, nhân lực, tăng cường thi công 3 ca liên tục để hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Đơn vị thi công của chúng tôi là được sự chỉ đạo tạo mọi điều kiện của lãnh đạo của thị xã và các ban ngành, và cũng được toàn bộ nhân dân xã Hòa Phong và xã Dương Quang tạo mọi điều kiện cho chúng tôi thi công một cách thuận lợi nhất và an toàn nhất. Và chúng tôi đã xác định là từ nay đến trước khi đại hội đảng của thị xã là chúng tôi sẽ hoàn thành thông tuyến. Thời gian tới, thị xã Mỹ Hào tiếp tục chủ động thu hút tối đa các nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, ưu tiên hệ thống thủy lợi, giao thông, điện cấp nước và hạ tầng văn hóa xã hội, hạ tầng các cụm khu công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm và triển khai các dự án đầu tư xây dựng mới. Các dự án này được hoàn thành có vai trò quan trọng tăng sức cạnh tranh của thị xã trong thu hút đầu tư, tạo đòn bẩy cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Với lợi thế là địa phương có thế mạnh về kinh tế nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi khi tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Hiện nay, huyện Khoái Châu đang tích cực tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất trên địa bàn tập trung các sản phẩm thế mạnh tham gia chương trình, phấn đấu có thêm nhiều sản phẩm đạt OCOP trong năm 2020. Năm 2019, huyện Khoái Châu có 4 sản phẩm được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn sản phẩm OCOP. Là nhãn quả tươi của hợp tác xã Nhãn Biển Thiết, xã Hàm Tử,
thịt gà Đông Tảo của Hợp tác xã chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo, xã Đông Tảo, sản phẩm Nano Curcumin của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu Hưng Yên ở xã Chí Tân và dầu lạc của Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nghệ Đại Hưng, xã Đại Hưng. Sau khi được công nhận, các đơn vị đều đẩy mạnh quảng bá, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời chú trọng đến các khâu nhãn mác, truy xuất nguồn gốc trước khi đưa ra thị trường. Năm 2020, huyện đã có 5 sản phẩm tham gia OCOP đang chờ Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá xếp hạng, đó là các sản phẩm bột nghệ, chuối xé giòn, tinh nghệ mật ong của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Việc tích cực tuyên truyền vận động các đơn vị doanh nghiệp, người dân tham gia chương trình OCOP không những giúp nâng cao giá trị của sản phẩm mà còn góp phần xây dựng thương hiệu một cách bài bản và bền vững cho các sản phẩm đặc sản của địa phương. Hiện nay, huyện Tiên Lữ bắt đầu bước vào thời kỳ thu hoạch nhãn chính vụ. Toàn huyện ước thu hơn 4.800 tấn, tăng 60% so với vụ nhãn năm 2019. Huyện Tiên Lữ có hơn 410 hectare trồng nhãn, trong đó 60 hectare áp dụng theo quy trình Việt Gáp ở các xã Nhật Tân, Thủ Sĩ, Thiện Phiến, Hải Triều và Hưng Đạo. Huyện đã thành lập 4 hợp tác xã trồng nhãn và 2 tổ hợp tác đi đầu trong việc liên kết sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Năm nay, do thời tiết thuận lợi, cùng với việc đẩy mạnh áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, nên nhãn sai quả, chất lượng thơm ngon, mẫu mã đẹp. Hiện nay, người dân đã thu hoạch được hơn 1.500 tấn, chủ yếu là các diện tích nhãn sớm và đang bắt đầu bước vào thời kỳ thu hoạch nhãn chính vụ. Bình quân mỗi sào chuyên canh cho thu hơn 1 tấn nhãn, với giá bán nhãn sớm là 40.000 đồng 1 kg và chính vụ là 20.000 đồng 1 kg, người dân thu lãi từ 10 đến 15 triệu đồng một sào. Nhờ tăng cường các biện pháp chăm sóc kết hợp với đẩy mạnh quảng bá giới thiệu sản phẩm, nên đến thời điểm này, nhãn của một số hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã được các đại lý, siêu thị đặt hàng tiêu thụ mạnh. Ngoài chăm sóc nhãn để đạt tiêu chuẩn về chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm, những năm trở lại đây, hợp tác xã nhãn Lồng Phương Thượng, xã Phương Triều còn tạo được uy tín với khách hàng nhờ việc xuất bán nhãn đạt chất lượng theo đúng hợp đồng ký kết. Đầu vụ nhãn, giá bán thường cao, tuy nhiên để giữ được thương hiệu và để khách hàng tin tưởng, hợp tác xã chỉ xuất bán khi nhãn chín. Hiện nay, trung bình mỗi ngày hợp tác xã xuất bán 5 tạ nhãn quả với giá 30.000 đồng 1 kg. Năm ngoái, năm kia tôi cũng về đây mua một hai lần rồi, thì đi biếu tất cả mọi người thì gần như là ai cũng khen là chất lượng quả nhãn rất là ngon, ăn tươi và ngọt, thơm. Đấy là đúng là chuẩn của nhãn Đồng Hưng Yên. Thì năm nay thì cũng đang có một số các bác đặt, thì hôm nay tôi về đây tôi lấy thêm khoảng 1-2 tạ. Vụ nhãn năm 2020, hợp tác xã ước thu gần 200 tấn quả. Đến thời điểm này, hợp tác xã đã ký hợp đồng xuất bán hết toàn bộ sản lượng trên cho các doanh nghiệp, siêu thị ở các thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng. Thật ra hiện tại là không có nhãn để bán. Mà cái giá nhãn của tôi rất ổn định, tôi đang bán cái giá 30. Các đơn hàng đấy đều có từ vài ba năm trước và đến bây giờ chính vì cái chữ tín nên là tôi mới giữ được khách hàng. Chưa đến vụ thì khách hàng đã gọi điện cho mình, mà hiện tại bây giờ là tôi không đủ nhãn để xuất. Không có nhiều hợp đồng xuất bán nhãn như hợp tác xã nhãn Lồng Phương Thượng, song để tiêu thụ toàn bộ 400 tấn nhãn của các thành viên, ngay từ đầu năm, hợp tác xã nhãn Lồng và chế biến nông sản làng nghề Điện Biên, xã Hồng Nam đã hướng dẫn các thành viên đẩy mạnh chăm sóc, áp dụng khoa học kỹ thuật để kéo dài thời gian thu hoạch nhãn phục vụ thị trường. Dù chưa vào chính vụ, song hợp tác xã đã có nhãn phục vụ thị trường gần một tháng nay. Trung bình mỗi ngày, hợp tác xã xuất 2 tạ nhãn quả cho các cơ quan, đơn vị trong và ngoài địa bàn. Và khi vào chính vụ sẽ xuất bán cho các siêu thị đã ký kết hợp đồng. Để đảm bảo và xúc tiến về thương mại để bán nhãn quả tươi cho bà con trong hợp tác xã thì ban quản trị chúng tôi hàng ngày hàng giờ để tìm khách về để bán cho bà con. Đấy, bán buôn bán lẻ thì chủ yếu là bán khách quả biếu. Hôm vừa rồi là chúng tôi đã bán được mấy tấn cho các siêu thị của Hà Nội. Ước vụ nhãn năm nay, thành phố Hưng Yên sẽ cho thu hoạch trên 10.000 tấn quả. Để việc tiêu thụ nhãn thuận lợi, bên cạnh việc tập trung sản xuất nhãn đạt chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, đẩy mạnh việc xúc tiến, giới thiệu sản phẩm, các hộ trồng nhãn thành phố Hưng Yên mong muốn ngành chức năng tạo điều kiện để xe vận chuyển, thu mua nhãn vào địa bàn được thuận lợi hơn. Thưa quý vị và các bạn, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, huyện Yên Mỹ đã có nhiều biện pháp quan tâm đến các đối tượng chính sách, giúp họ vơi bớt phần nào những khó khăn trong cuộc sống.
Dịp 27 tháng 7 năm nay, bên cạnh trao quà tặng của Chủ tịch nước và tỉnh cho gần 3.200 đối tượng chính sách trên địa bàn, huyện Yên Mỹ đã thành lập các đoàn công tác tới thăm và tặng 51 xuất quà với tổng giá trị gần 40 triệu đồng. Đồng thời, huyện cũng đẩy mạnh thực hiện những hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách và người có công với cách mạng như hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế. 6 tháng đầu năm nay, huyện Yên Mỹ đã xây mới 19 căn nhà cho các gia đình người có công, mỗi nhà được hỗ trợ 80 triệu đồng. Trong đó, huyện đã hỗ trợ mỗi nhà là 20 triệu đồng, tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng một hộ, phần kinh phí còn lại từ nguồn xã hội hóa. Học viện An ninh Nhân dân, Bệnh viện 19 tháng 8, Bộ Công an đã phối hợp với huyện Văn Giang tổ chức chương trình cấp thuốc miễn phí cho 220 cựu thanh niên xung phong, thương bệnh binh, người có công, thân nhân các gia đình liệt sĩ tại xã Vĩnh Khúc, thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Bón, thôn Tháp, xã Phụng Công và 11 cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Đoàn cũng đã trao 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Lê Thị Tâm ở xã Vĩnh Khúc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để xây dựng nhà ở. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng vừa tổ chức các đoàn đi thăm tặng quà 20 gia đình thương binh liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Bày tỏ sự tri ân trước những công lao đóng góp, sự hy sinh mất mát của các gia đình chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Sở Giáo dục và Đào tạo vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập và lớp 10 trung học phổ thông chuyên Hưng Yên năm học 2020-2021. Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm 2020-2021 dao động từ 8 đến 14 điểm. Trong đó, trường Trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thuật thị xã Vĩnh Hào có điểm trúng tuyển cao nhất là 13,95 điểm, trường Trung học phổ thông Nam Phù Cử có điểm trúng tuyển thấp nhất là 8,4 điểm. Hơn 9.500 thí sinh trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập đều đạt điểm chuẩn và tất cả các bài thi đều đạt trên 1 điểm. Toàn tỉnh hiện còn 118 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2. Đối với lớp 10 trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, điểm chuẩn dao động từ 22,45 điểm đến 30,55 điểm. Trong đó, lớp chuyên hóa học có điểm cao nhất nhóm khoa học tự nhiên là 30,55, lớp chuyên ngữ văn có điểm chuẩn cao nhất nhóm khoa học xã hội là 29,45. Các thí sinh trúng tuyển vào trường chuyên Hưng Yên là 350 thí sinh đạt điểm chuẩn và tất cả các bài thi đều đạt trên 2 điểm. Những năm qua, nhờ thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, trường mầm non xã Phan Xào Nam huyện Phù Cử đã trở thành điển hình của tỉnh trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Tháng 1 năm 2020, bếp ăn của trường mầm non xã Phan Xào Nam được công nhận là bếp ăn điểm của tỉnh. Đây chính là kết quả từ việc đề cao nhiệm vụ nâng cao chất lượng chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ của nhà trường ngay từ đầu mỗi năm học. Hiện nay 100% các nhóm trẻ của nhà trường đều ăn bán trú. Để đảm bảo chất lượng cho các bữa ăn, nhà trường đã ký hợp đồng cung cấp thực phẩm với công ty được cấp giấy phép an toàn vệ sinh của tỉnh. Hàng ngày duy trì kiểm tra giám sát việc chế biến thức ăn theo thực đơn phù hợp với mùa và theo tuần. Nhờ đó bữa ăn của trẻ luôn đủ chất, đủ lượng và được trẻ yêu thích. Chúng tôi rất là tin tưởng ở nhà trường bởi vì chế độ ăn uống rất là đầy đủ mà các cháu phát triển về trí tuệ, phát triển về con người. Phong trào thi đua dạy tốt học tốt được đội ngũ giáo viên trường mầm non Phan Xào Nam thực hiện nghiêm túc. 100% nhóm lớp được áp dụng phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm và hoạt động trải nghiệm. Công nghệ thông tin được ứng dụng vào chuyên môn, trình độ và chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của các giáo viên đã có một bước tiến rõ nét. Toàn trường đã có 35 sáng kiến ứng dụng tốt vào công tác quản lý và giảng dạy, được công nhận cấp tỉnh, cấp huyện. Có một giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 5 giáo viên dạy giỏi cấp huyện và hàng năm có từ 15 đến 16 giáo viên dạy giỏi cấp trường. Với giáo viên mầm non thì phải có sự yêu nghề, mến trẻ, tận tụy với công việc và tình cảm của cô thì với trẻ thì luôn gắn bó, luôn trao đổi gần gũi với phụ huynh, với từng độ tuổi, từng cháu trong lớp của mình để tìm hiểu được đặc điểm của các con và đáp ứng cho các con làm sao giúp các con phát triển một cách toàn diện. Tháng 12 năm 2019, trường mầm non Phan Xào Nam đạt mức độ 3 về đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Những kết quả ấy chính là sự khích lệ, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, quyết tâm lập nhiều thành tích cao hơn nữa để xứng đáng với niềm tin yêu của học sinh và phụ huynh.
Thưa quý vị và các bạn, sau đây là thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vào khoảng 12 giờ 15 phút trưa nay, tại ngã tư đường đối hai đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Cầu Giấy - Ninh Bình và quốc lộ 38 địa bàn xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi đã xảy ra va chạm giao thông giữa xe ô tô biển kiểm soát 15C34169 do anh Bùi Văn Hùng, 31 tuổi, trú tại xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương điều khiển, đi hướng từ cầu Hưng Hà đi huyện Yên Mỹ, va chạm với xe khách biển kiểm soát 89B1 do anh Nguyễn Văn Phong, 27 tuổi, xã Đào Dương, huyện Ân Thi điều khiển, chở 8 người đi từ thị trấn Ân Thi ra quốc lộ 39A. Hai xe đã va chạm tại nút giao khi đèn tín hiệu giao thông vẫn đang hoạt động. Hậu quả, xe khách lật nghiêng khiến hai người ngồi trên xe thiệt mạng, hai xe hư hỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do phương tiện không tuân thủ hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Và ngay sau vụ tai nạn giao thông xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công điện số 1852 về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông tại nút giao quốc lộ 38 mới với tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình, đoạn qua xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện, Ban an toàn giao thông huyện Ân Thi, thủ trưởng các sở ngành liên quan tập trung triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ sau. Ủy ban Nhân dân huyện, Ban an toàn giao thông huyện Ân Thi phối hợp văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh tổ chức động viên thăm hỏi gia đình nạn nhân tử vong, bị thương trong vụ tai nạn giao thông nêu trên, chỉ đạo cơ quan chức năng của huyện điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn và xử lý nghiêm đối với tổ chức cá nhân vi phạm quy định pháp luật gây ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng nêu trên. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng, cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn, tốc độ đi sai phần đường, làn đường của lái xe, không chấp hành hiệu lệnh báo hiệu của đèn tín hiệu giao thông, chú trọng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông trên tuyến giao thông trọng điểm của tỉnh, tuyến đường bộ nối hai đường cao tốc. Giao trách nhiệm cho Công an huyện Ân Thi chủ trì điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn, xử lý nghiêm trước pháp luật. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Cục Quản lý Đường bộ 1, Ban Quản lý Dự án 3, Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra rà soát có biện pháp khắc phục các yếu tố bất hợp lý trong tổ chức giao thông tại km 7 cộng 350 nút giao giữa tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc cầu rẽ Ninh Bình với quốc lộ 38 mới. Giao Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh phối hợp Ban an toàn giao thông huyện Ân Thi, các cơ quan liên quan tổ chức thăm hỏi gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn giao thông nêu trên, tổng hợp việc thực hiện của các đơn vị báo cáo Ủy ban an toàn giao thông quốc gia và Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định. Chủ tịch Nguyễn Văn Phóng.